Trang này, hôm nay là anh được lệnh của bố anh là qua đây để nói chuyện với bố em ấy. Mà ơ này, con này con gì đẹp thế nhỉ? Con Doraemon anh ạ. À chứ à, Doraemon à? Sao này có cái tay thỏ nhìn xinh thế, nhìn xinh thế. Ấy anh không phải thế, ý anh là bố anh bảo anh qua đây để gặp bố em nói chuyện. Anh từ từ nhá. Cho em đi vệ sinh cái. Sáng ăn bắt chó lòng, sợ quá anh ạ. Này, ơi. Ui. Mũ của phụ huynh sao để đây nhỉ? Ui, nhìn đẹp thế. Ui. Chó má bắt dậy thế. Ai đấy? Ui. Dạ, con chào bác ạ. Bác nào? Dạ, bố của Trang thì con gọi là bác là đúng rồi ạ. Bố của Trang. Bố cha. Ê, có việc gì đấy hả? Dạ. Ê, ngồi. Dạ, con đến đây là để ấy cha ạ. Con đến đây là để ấy cha ạ. Ấy cha là gì nào? Con với em thôi. Con phải trang với nhà quá. Trên nó không có nhà thì vô ra cửa hả? Ý cháu phải thế. Ý cháu là cháu đã lặn lội mấy trăm cây lên đây. Thì là em trang sẽ tiếp cháu thôi. Này. À, thế là cậu nghĩ tôi là bị cậu mù điếc hay sao mà không tiếp được cậu hả? Đúng rồi, tôi không có bác tuyết thật ạ. Nào, bác tuyết uống cốc nước cho xuôi. Tôi không thích uống đấy, thế bây giờ cậu ép tôi uống à? Hả? Cầm lên, uống đi. Con uống ạ. Dạ. Thế tôi bảo cậu uống mà cậu cũng uống à? Hả? Bởi đâu, bất lịch sự. À thế bác ạ, sức khỏe bác dạo này có khỏe không ạ? Thì tôi không khỏe, tôi yếu à? Nó khỏe để làm gì hả? À? Này, bị hỏi đều đúng không? Khỏe đi đánh nhau thằng nào hả? Đúng vậy, thì mặt bát này chắc cháy ra đánh thôi. Chỉ muốn quan tâm gia đình nhà mình thôi ạ. Thế thì trình bày hoạt cảnh gia đình đi nhỉ? Khai báo tí nhỉ? Dạ, con xin được giới thiệu với bác là con tên là Nguyễn Văn Tôm. Nhà là Lò Gốm, cả họ con chạy xe ôm. Con thì mới được ra tù 2 năm vì tội trộm cắp. Này, tôi nói cho cậu biết luôn nhé. Tôi là tôi không bao giờ đồng ý cho cái trang nhà tôi qua lại một cái loại người như cậu đâu nhá. Nói chung ý, là không chấp nhận được. Con ra tù rồi, con cải tạo tốt. Không biết. Biến. Mà bác ơi, con... Về. Con... Biến. Đứng lại. Thay đổi ý định ạ. Đặt xuống. Đặt xuống. Đấy. Đặt cái hộp xuống. À. Bây giờ thì biến được rồi. Không nhá, con thật sự là cũng không nên lấy ạ. Của tôi nhé. Biến. Nói nhiều. Trang ơi. Em xong rồi đấy à? Trang này. Anh ơi. Hả? Anh vừa nói chuyện với ai mà em thấy ồn thế à? Đây. Ban nãy là anh gọi shipper, người ta ship đến để anh tặng em một hộp quà. Đây là hộp quà coi như là ra mắt nhá. Thế nên là mong là Trang là về nói với bố Trang là hôm nay. Đây là hai đứa mình hả? Mà trong này là cái gì đấy ạ? Anh cũng không biết nhưng mà nói chung nó ý nghĩa lắm nè. Không biết gì à? Thế là cái gì đấy? Không biết quà gì? À đây thằng shipper, anh hỏi nó nhá. Cái gì đấy? Hả? Gặp chứ cái gì? Gặp chứ cái gì? Vừa nhận cái thằng kia xây dựng cái trại xong. Bảo rồi, quà chỉ mang tính chất minh họa thôi. Cứ đòi lấy cho bằng được. Hai cái thằng kia. Anh mang về cho bố anh xây nhà đi nhá. Chị ơi, chị nhưng mà... Hút! Ui cái thằng kia ơi. Chồng không phải là chồng mà là chồng yêu.
chồng yêu. To lên. Chồng yêu. To lên. Chồng yêu. Được. Chồng yêu. Yêu em. Này, của vợ này. Vợ cầm đi, cầm chìa khóa về nhà nấu cơm nhá. Tí chồng lấy chồng ăn. Hả? Nó vợ con kiểu gì nó kiểu như chồng. Thế là dễ bị ăn đấm lắm vợ nhá. Anh Phục Vũ ơi. Anh Phục Vũ ơi. À, gọi em à? Anh ơi, em đang cộng tiền anh ạ. Anh thanh toán luôn đúng không? Này. Dạ. Nhanh nhảo bừa đi. Ai gọi anh ra thanh toán mà anh thanh toán à? Em tưởng gọi thanh toán, em ra thanh toán em thấy đơn nó hơi nhiều. Đây anh ơi, của anh là hết 500, đúng 5,5 nghìn rồi anh ạ. Đúng 5,5 nghìn rồi anh ạ. Ôi, nhầm bàn đi sao ấy? Nhầm. À, anh thì có mua một lon nước. Nhưng mà cái chị vợ anh vừa nãy ấy, trước khi đi là chị ấy lấy một cái túi to lắm. Rất nhiều đồ đây này, em còn đang cộng lại, em sợ nhầm đây này. Vợ thì à, cái chị vợ mà xinh xinh vừa đi ra khỏi đây này. Ban nãy anh còn gọi vợ yêu với kể chồng yêu to tất cả cái quán của em đây còn gì nữa. Không phải vợ của anh thì là ai, nhưng mà nói chung ấy là bây giờ anh phải giả cái hóa đơn đấy đi thế này, lấy hàng thì phải giả ấy chứ. Đó. Không phải vợ thân. Rồi, anh không phải đùa đó. À nhưng mà này, ngồi đợi em tí nhé, em ra em cộng lại thì em cộng nhầm hay sao ấy. Đợi em tí nhá. Mấy trăm nghìn tiền điện mẹ em cho ạ. Em bảo đi, không có bây giờ chị trả em về được tiền điện. Trả tiền gì? Gọi tao là mẹ đi, người ta trả nó.